Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tống Hoàng này có thể không cùng cấp bậc với bà người vừa nãy. Cẩn thận ứng phó, chu nguyên. Chúng ta không có cách nào giúp người được. Xem ra tòa tháp không làm được gì ngươi. Vậy 99 tòa thì sẽ thế nào? Sau một lần va chạm phẩy 99 tòa tháp đã nát bét, cự long bạch kim cũng đã hóa thành sương mù mà tàn ra nguyên khí mà tên này tu luyện tương đương bất phàm lại có thể ngang bằng với mình thực lực của đối phương cũng đã biết được một chút nhưng mà trước đây vừa giải quyết ba người kia tống hoàng mạnh hơn đã đến rồi mình có thể cảm giác được bên ngoài kết giới mà sư tôn bố trí còn có kẻ địch mạnh hơn lần này mục đích hành động của chúng ta là chờ đợi yêu yêu tỉnh lại dưới tình huống chiến đấu có thể ứng phó Collect là thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho chúng ta. Hửm, khi thế giã giảm đi rồi. Xem ra ngươi đã phát giác được điều gì đó. Trong kết giới của thương uyên đại tôn có quy tắc. Hạn chế số người ra vào không gian này. Cho nên sau khi chúng ta thua mới có người đi vào thay thế. Theo sự di chuyển của thời gian, người giáng lâm sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng mà vạn tổ sư tôn cũng sẽ bố trí loại quy tắc nào đó. Đến cuối cùng thậm chí sẽ có pháp vực rơi xuống. Cho nên các ngươi càng kéo dài, ngược lại sẽ càng rơi vào tử cục. Nếu đã như vậy, anh em coi đến đây thì bớt chút thời gian nháy vào video giới thiệu ở màn hình kết thúc đăng ký kênh review hoạt hình kia giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.